đăng ký học đầu xuân nhận ngay lì xì khủng lên tới 103 triệu đồng, chương trình độc nhất trong năm Tân Sửu. Khởi đầu một năm mới, đối với những người làm kinh doanh không gì ý nghĩa hơn việc thu nạp tri thức để có một năm trí tuệ, luôn sáng suốt và nhạy bén với các cơ hội mới, nâng tầm vóc, phát triển năng lực để phát triển sự nghiệp. Nhằm tri ân khách hàng và tạo thêm nhiều điều ý nghĩa cho dịp năm mới xuân sang, Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam gửi tặng tới anh chị rất nhiều lì xì với combo ưu đãi giá trị khủng. Lì xì 1 trị giá 102 triệu đồng, tặng một khóa học CEO Master và người thân đi kèm khi mua ngay combo CEO Quản trị cộng các khóa giám đốc chức năng. Lì xì 2 trị giá 103 triệu đồng, tặng 35% học phí và 2 khóa CEO Beginner cộng trưởng phòng bán lẻ, bán sỉ khi mua ngay combo các khóa giám đốc chức năng. Lì xì 3 trị giá 70 triệu đồng, tặng 35% học phí khi mua online tất cả các khóa bao gồm CEO Quản trị, Giám đốc Marketing, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Khởi nghiệp, trưởng phòng bán lẻ, bán buôn, hồ sơ gọi vốn. Lì xì 4 trị giá 20 triệu đồng, tặng một khóa học online Giám đốc Nhân sự hoặc Giám đốc Tài chính khi mua một khóa CEO Quản trị. Lì xì 5 trị giá 60 triệu đồng, tặng 3 khóa online Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Tài chính khi mua combo CEO Quản trị và Giám đốc Sản xuất hoặc CEO Quản trị và Giám đốc Marketing. Lì xì 6 trị giá 60 triệu đồng, tặng 3 khóa online Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Tài chính khi mua combo CEO Quản trị và Giám đốc Marketing. Lì xì 7 trị giá 40 triệu đồng, tặng 2 khóa online Giám đốc Tài chính và Giám đốc Nhân sự khi mua combo CEO Quản trị và Giám đốc Kinh doanh. Lưu ý, chương trình lì xì đầu xuân chỉ được áp dụng trong thời gian Tết và có hạn về số lượng. Đừng chần chừ, hãy nhanh chóng đăng ký ngay, khai xuân đầy may mắn. Tết đến xuân sang, hân hoan nhận lì xì đỏ. Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam, website ceovietnam.edu.vn, hotline 0986 776622.